Tối ngày 29 tháng 4, trong lúc đi tập thể dục trong khu đô thị The Manor Central Park, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, người dân phát hiện một con rắn hổ mang bò giữa đường. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Đại Kim xác nhận sự việc và cho biết qua báo cáo từ lực lượng sở tại, con rắn nặng gần 2 kg. Sau khi phát hiện sự việc, bảo vệ của khu đô thị đã quay và bắt được con rắn hổ mang. Khu đô thị The Manor Central rộng khoảng 90 ha, được quay rào nhưng nhiều lô đất chưa triển khai. Chính điều này khiến cỏ và cây bụi mọc tùm, dẫn tới là nơi trú ngụ cho rắn. Về phương án xử lý, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt cho hay đang yêu cầu lực lượng chức năng báo cáo rõ. Vị này cho hay do đây là loại động vật quý hiếm, do vậy địa phương chủ trương sẽ phối hợp với đơn vị liên quan có phương án thả lại con rắn ở vị trí khác phù hợp, tránh xa khu dân cư và không gây nguy hiểm tới người qua lại.